chắc khó ấy. Người Lam với miền Nam nó hơi chụp thủ ngon hốt bò. Chị tới thằng hủ mấy này. Thấy em để trên kia 220. Dữ vậy? Do bữa nay chị Loan tính là cứ cho hủ 200 thôi. Ui sao mà đét vậy? Nhưng mà mình bữa mình kêu mấy chục cái kêu cùng lắm trăm mấy nghìn đấy chứ. Thấy trên giỏ hàng tốt khoảng 220. Do bữa nghe chị Loan tính là cho 200 mấy.